Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Khách hàng sẽ tiết kiệm được bao nhiêu khi lăn bánh VinFast VF E34 sau ngày 1 tháng 3 năm 2022? Sau ngày 1 tháng 3 năm 2022, khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn khi lăn bánh chiếc xe VF E34. Mới đây, một loạt tin vui đến từ với xe điện ô tô Việt Nam khi thuế tiêu thụ đặc biệt giảm xuống 3%. Cùng với đó, Nghị định số 10/2022 cũng được ban hành quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin trong 3 năm đầu. Theo đó, người dùng nộp lệ phí trước bạ lần đầu sẽ được miễn 100%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng với lệ số chỗ ngồi. Như vậy, trong 3 năm từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2025, VinFast VF E34 sẽ được miễn phí lệ phí trước bạ. Khách hàng chỉ cần mua xe, đóng các khoản phí như đăng kiểm, bảo trì đường bộ là có thể lăn bánh VinFast VF E34. Vấn đề nhiều người quan tâm hiện nay là sau ngày 1 tháng 3 năm 2022, giá lăn bánh xe VinFast VF E34 sẽ là bao nhiêu khi áp dụng các ưu đãi. Được biết, những khách hàng đã đặt cọc đủ 50 triệu đồng đến ngày 15 tháng 9 năm 2021 và cam kết không hủy hợp đồng còn được hỗ trợ thêm 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, giá lăn bánh xe VinFast VF E34 còn giảm sâu hơn nhiều, giá ưu đãi là 590 triệu, lệ phí trước bạ không triệu, phí đăng kiểm 340.000, phí bảo trì đường bộ là 1.560.000, bảo hiểm trách nhiệm dân sự là 480.700 đồng, phí biển tại Hà Nội là 20 triệu, như vậy tổng cộng là 612 triệu đồng, miễn phí thuê bao năm đầu được giảm 17.400.000, ưu đãi lệ phí trước bạ là 70.800.000, VinFast trả lãi khoản cọc đến tháng 5 năm 2022 là 5.800.000. Như vậy, giá lăn bánh sau ưu đãi là 518.380.700 đồng. Khách hàng đã đặt cọc 50 triệu đồng, 10 mức giá lăn bánh xe VinFast VF34 sau ngày 1 tháng 3 năm 2022 chỉ phải trả 518 triệu đồng, với mức giá tương đương một chiếc xe hạng A ở Việt Nam. Trong khi đó, thì VinFast VF E34 là mẫu xe hạng C với kích thước dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613, chiều dài cơ sở là 2.610 mm. VinFast VF E34 sử dụng động cơ điện cho công suất 110 kW, 147 mã lực và mô men xoắn là 242 Nm. Điểm nhấn của VinFast VF E34 là xe được trang bị hệ thống trợ lý ảo VV với khả năng nhận diện giọng nói bằng tiếng Việt không phân biệt vùng miền. VinFast VF E34 có thể giao tiếp với chủ nhân và thực hiện các thao tác như là tăng, giảm, điều hòa, đóng, mở cốp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.